Hơn 3,2 ngàn hộ dân được xét duyệt đủ điều kiện bố trí tái định cư. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tính đến cuối tháng 7 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển đến Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn thực hiện xét tái định cư đối với hơn 5.000 hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành. Đối với các hồ sơ này, Hội đồng xét tái định cư xã Bình Sơn đã tổ chức xét duyệt hơn 4,7 ngàn hộ, có 694 hộ không đủ điều kiện bố trí tái định cư. Trong số này, Hội đồng bồi thường dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đã xét duyệt tái định cư cho hơn 3,2 ngàn hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư. Đến đây, đã có hơn 3 ngàn hộ đã có quyết định phê duyệt tái định cư. Cũng theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, hiện nay tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn đã có hơn 1.000 hộ dân xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống mới. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở Xây dựng cũng đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch của khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn nhằm tăng số lô đất tái định cư tại khu tái định cư này từ 6.448 lô lên 7.029 lô đất. Với số lô đất dự kiến được điều chỉnh tăng thêm, khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn sẽ đáp ứng đủ nhu cầu bố trí tái định cư cho toàn bộ các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư thuộc dự án sân bay Long Thành.